Thưa quý vị, từ chiều và đêm ngày 10 tháng 9 cho đến hiện tại là ngày 11 tháng 9, toàn bộ khu vực thành phố Tuyên Quang đã ngập và mực nước vào nhà dân, có những nơi cao trên 2 mét. Đây là lần đầu tiên ngập lụt kỷ lục sau khoảng 20 năm tại địa phương này. Thời điểm vào sáng ngày hôm nay, nước lũ đã ngập toàn thành phố Tuyên Quang. Trước đó, từ chiều tối ngày 10 tháng 9, hoạt động di chuyển tại thành phố Tuyên Quang đã hoàn toàn phải dừng lại do nước lũ tăng nhanh và ngập vào toàn bộ các khu vực đường đi. Trong khi đó, diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, mưa to kéo dài trên diện rộng cùng với thủy điện Tuyên Quang xả lũ khiến cho lũ trên hệ thống sông suối vẫn tiếp tục lên. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang, nhiều xã phường nhà dân đều đã bị ngập. Lúc này hầu hết các gia đình đều đã phải chuyển lên sinh hoạt tại khu vực tầng 2 hoặc tầng 3 do nước lên nhanh hoặc phải di chuyển đi xa để tránh lũ. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn đã khiến mực nước trên các sông dâng cao. Và cũng theo báo cáo của Đài khí tượng Thủy văn, mực nước sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang đã lên mức báo động 3, mức cực kỳ nguy hiểm. Theo cập nhật từ địa phương, các lực lượng đều triển khai kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông ven suối có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đá, chủ động di rời sơ tán dân đến nơi an toàn và không để người dân không có chỗ ở, thiếu đói khi phải di rời đến nơi an toàn. Để đảm bảo an toàn cao nhất về người, quân đội, công an các địa phương đã huy động tối đa lực lượng đưa người dân ra khỏi khu vực bị ngập. Theo dự báo, mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp, các địa phương đơn vị tiếp tục triển khai phương án giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời, hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo an toàn tại khu vực xung yếu, nơi nguy cơ xảy ra sạt lở.